Xin chào các bạn, hôm nay mình cũng sẽ lại quay trở lại với các bạn Đó là một cái mẫu đầu hưu hàng siêu khủng luôn Hàng này cực kỳ to luôn các bạn nhé Rất là già Thì bây giờ mình sẽ quay lại gần các bạn thấy không nhỉ Các cái đường vân veo gồ ghề trên sừng này Nổi rõ luôn Đó, các bạn thấy rõ không? Còn các cái phần nhánh của cái đầu này các bạn thấy không nhỉ Sừng rất là nhọn, rất là nhiều nhánh, rất là đẹp Đó những cái đầu hưu bao giờ sừng cặp sừng nó già thì bao giờ nó sẽ cũng sẽ nổi gồ lên so với những cái màu các cái mẫu mà sừng nó nó non hơn đó hàng sừng càng già thì nó càng nổi gồ lên càng đẹp thì các cái mẫu đầu đó thì bao giờ nó cũng sẽ khủng hơn còn đây là kích thước của cái mẫu đầu này đó cái này của mình cao là một mét hai còn ngang là một đến các bạn nhé nên ví dụ các bạn nào mà thích cái mẫu hàng khủng như này thì các bạn có thể liên hệ với mình đó ngoài ra thì Bên mình còn có nhiều, rất là nhiều các cái mẫu đầu hưu khác Đó, to hơn, nhỏ hơn cũng có Thì là các bạn tùy thuộc vào cái kinh tế của, của từng các bạn khác nhau Mà các bạn um, chọn cái mẫu làm sao cho nó phù hợp Thì là các bạn có thể inbox để mình sẽ tư vấn chi tiết thêm Cảm ơn các bạn